Lại nữa thiện hiện cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính cái danh mười lực của Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt. 18 Pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thường của mười lực của Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không, chính cái danh thường của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không, chính cái danh vô thường của 10 lực của Phật là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không, chính cái danh vô thường của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không, chính cái danh lạc của 10 lực của Phật là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh lạc của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt 18 pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không, chính cái danh khổ của 10 lực của Phật là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không, chính cái danh khổ của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt 18 pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không, chính cái danh ngã của 10 lực của Phật là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh ngã của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt 18 pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh vô ngã của 10 lực của Phật là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh vô ngã của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt 18 pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không chính cái danh tịnh của mười lực của phật là đại bồ tát Trăng. bạch thế tôn không chính cái danh tịnh của bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng là đại bồ tát Trăng. bạch thế tôn không chính cái danh bất tịnh của mười lực của phật là đại bồ tát Trăng. bạch thế tôn không chính cái danh bất tịnh của bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh không của mười lực của phật là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh không của bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh bất không của mười lực của phật là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh bất không của bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng là đại bồ tát trăng Bạch thế tôn không, chính cái danh hữu tướng của mười lực của Phật là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch thế tôn không, chính cái danh hữu tướng của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, Mười tám Pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch thế tôn không, chính cái danh vô tướng của mười lực của Phật là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch thế tôn không, chính cái danh vô tướng của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt. Mười tám Pháp Phật bất cộng là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu nguyện của mười lực của phật là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu nguyện của bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt 18 pháp phật bất cộng là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh vô nguyện của mười lực của phật là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh vô nguyện của bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh tịch tịnh của 10 lực của Phật là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh tịch tịnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không Chính cái danh bất tịch tịnh của mười lực của Phật là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh bất tịch tịnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh viễn ly của mười lực của Phật là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh viễn ly của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh bất viễn ly của mười lực của Phật là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh bất viễn ly của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám Pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh hữu vi của mười lực của Phật là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không chính cái danh hữu vi của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh vô vi của mười lực của Phật là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh vô vi của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh hữu lậu của mười lực của Phật là Đại Bồ Tát Trăng, bạch thế tôn không chính cái danh hữu lậu của bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt 18 tám pháp phật bất cộng là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh vô lậu của mười lực của phật là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh vô lậu của bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh xanh của mười lực của phật là đại bồ tát trăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh xanh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt 18 pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh diệt của 10 lực của Phật là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh diệt của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt 18 pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh thiện của 10 lực của Phật là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thiện của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 Pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh phi thiện của mười lực của Phật là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh phi thiện của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 Pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? chính cái danh hữu tội của mười lực của phật là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu tội của bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh vô tội của mười lực của phật là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh vô tội của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt 18 pháp Phật bất cộng là đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh hữu phiền não của mười lực của Phật là đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh hữu phiền não của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt 18 pháp Phật bất cộng là đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh vô phiền não của mười lực của Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không, chính cái danh vô phiền não của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không, chính cái danh thế gian của mười lực của Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không, chính cái danh thế gian của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh xuất thế gian của 10 lực của Phật là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh xuất thế gian của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh tạp nhiễm của 10 lực của Phật là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh tạp nhiễm của bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh thanh tịnh của mười lực của Phật là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh thanh tịnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh thuộc danh từ của mười lực của Phật là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thuộc sanh tử của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thuộc Niết Bàn của mười lực của Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thuộc Niết Bàn của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? chính cái danh tại nội của mười lực của Phật là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không, chính cái danh tại nội của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 Pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không, chính cái danh tại ngoại của mười lực của Phật là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không, chính cái danh tại ngoại của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 Pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát Trăng bạch thế tôn không chính cái danh tại lưỡng gian của mười lực của phật là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tại lưỡng gian của bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh khả đắc của mười lực của phật là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh khả đắc của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh bất khả đắc của 10 lực của Phật là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh bất khả đắc của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không. Lại nữa, thiện hiện cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính cái danh Đại Từ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh thường của Đại Từ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh thường của Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không chính cái danh vô thường của đại tử là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh vô thường của đại bi đại hỷ đại xả là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh lạc của đại tử là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh lạc của đại bi đại hỷ đại xả là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh khổ của đại tử là đại bồ tát trăng Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh khổ của Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh ngã của Đại Tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh ngã của Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh vô ngã của Đại Tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? chính cái danh vô ngã của Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh tịnh của Đại từ là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh tịnh của Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh bất tịnh của Đại từ là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh bất tịnh của Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả là Đại Bồ Tát Trăng bạch thế tôn không chính cái danh không của đại từ là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh không của đại bi đại hỷ đại xả là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất không của đại từ là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất không của đại bi đại hỷ đại xả là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu tướng của đại từ là đại bồ tát chăng Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh hữu tướng của Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh vô tướng của Đại Từ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh vô tướng của Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh hữu nguyện của Đại Từ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? chính cái danh hữu nguyện của Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh vô nguyện của Đại Từ là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh vô nguyện của Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh tịch tịnh của Đại Từ là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh tịch tịnh của Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không, chính cái danh bất tịch tịnh của đại từ là đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không, chính cái danh bất tịch tịnh của đại bi đại hỷ đại xả là đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không, chính cái danh viễn ly của đại từ là đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không, chính cái danh viễn ly của đại bi đại hỷ đại xả là đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không chính cái danh bất viễn ly của đại từ là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất viễn ly của đại bi đại hỷ đại xả là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu vi của đại từ là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu vi của đại bi đại hỷ đại xả là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô vi của đại từ là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô vi của đại bi đại hỷ đại xả là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu lậu của đại từ là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu lậu của đại bi đại hỷ đại xả là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh vô lậu của đại từ là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh vô lậu của đại bi đại hỷ đại xả là đại bồ tát trăng Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh xanh của Đại Tử là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh xanh của Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh diệt của Đại Tử là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh diệt của Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thiện của Đại Tử là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch thế tôn không, chính cái danh thiện của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ Tát chăng? Bạch thế tôn không, chính cái danh phi thiện của đại từ là đại Bồ Tát chăng? Bạch thế tôn không, chính cái danh phi thiện của đại bi, đại hỷ, đại xả là đại Bồ Tát chăng? Bạch thế tôn không, chính cái danh hữu tội của đại từ là đại Bồ Tát chăng? Bạch thế tôn không. Chính cái danh hữu tội của Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh vô tội của Đại Tử là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh vô tội của Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh hữu phiền não của Đại Tử là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh hữu phiền não của Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả là Đại Bồ Tát Trăng bạch thế tôn không chính cái danh vô phiền não của đại từ là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô phiền não của đại bi đại hỷ đại xả là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thế gian của đại từ là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thế gian của đại bi đại hỷ đại xả là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh xuất thế gian của đại từ là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh xuất thế gian của đại bi đại hỷ đại xả là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tạp nhiễm của đại từ là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tạp nhiễm của đại bi đại hỷ đại xả là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thanh tịnh của đại từ là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thanh tịnh của đại bi đại hỷ đại xả là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thuộc sanh tử của đại từ là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thuộc sanh tử của đại bi đại hỷ đại xả là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thuộc niết bàn của đại từ là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thuộc nết bàn của đại bi đại hỷ đại xả là đại bồ tát Trăng bạch thế tôn không chính cái danh tại nội của đại từ là đại bồ tát Trăng bạch thế tôn không chính cái danh tại nội của đại bi đại hỷ đại xả là đại bồ tát Trăng bạch thế tôn không chính cái danh tại ngoại của đại từ là đại bồ tát Trăng bạch thế tôn không chính cái danh tại ngoại của đại bi đại hỷ đại xả là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh tại lưỡng gian của đại từ là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh tại lưỡng gian của đại bi đại hỷ đại xả là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh khả đắc của đại từ là đại bồ tát trăng Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh khả đắc của Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh bất khả đắc của Đại Từ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh bất khả đắc của Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? lại nữa thiện hiện. Cái gọi là Đại Bồ Tát, theo ý ông thì sao? Chính cái danh 32 tướng đại sĩ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh 80 vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thường của 32 tướng đại sĩ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thường của 80 vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không, chính cái danh vô thường của 32 tướng đại sĩ là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh vô thường của 80 vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh lạc của 32 tướng đại sĩ là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh lạc của 80 vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không chính cái danh khổ của 32 tướng đại sĩ là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh khổ của 80 vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh ngã của 32 tướng đại sĩ là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh ngã của 80 vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh vô ngã của 32 tướng đại sĩ là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh vô ngã của 80 vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh tịnh của 32 tướng đại sĩ là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh tịnh của 80 vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh bất tịnh của 32 tướng đại sĩ là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh bất tịnh của 80 vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh không của 32 tướng đại sĩ là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh không của 80 vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không chính cái danh bất không của 32 tướng đại sĩ là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn Không, chính cái danh bất không của 80 vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn Không, chính cái danh hữu tướng của 32 tướng đại sĩ là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn Không, chính cái danh hữu tướng của 80 vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn Không chính cái danh vô tướng của 32 tướng đại sĩ là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh vô tướng của 80 vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh hữu nguyện của 32 tướng đại sĩ là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh hữu nguyện của 80 vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không chính cái danh vô nguyện của 32 tướng đại sĩ là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô nguyện của 80 vẻ đẹp kèm theo là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tịch tịnh của 32 tướng đại sĩ là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tịch tịnh của 80 vẻ đẹp kèm theo là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất tịch tịnh của 32 tướng đại sĩ là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh bất tịch tịnh của 80 vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh viễn ly của 32 tướng đại sĩ là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh viễn ly của 80 vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không chính cái danh bất viễn ly của 32 tướng đại sĩ là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh bất viễn ly của 80 vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh hữu vi của 32 tướng đại sĩ là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh hữu vi của 80 vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không chính cái danh vô vi của 32 tướng đại sĩ là đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh vô vi của 80 vẻ đẹp kèm theo là đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh hữu lậu của 32 tướng đại sĩ là đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh hữu lậu của 80 vẻ đẹp kèm theo là đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không.